Xin chào tất cả các bạn, nhằm chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đẩy lùi đại dịch Covid-19, WinSmile đã thiết lập ra 6 bước an toàn dành cho tất cả các khách hàng khi đến thăm khám và trải nghiệm dịch vụ tại WinSmile. Đầu tiên đó là bạn sẽ được đo thân nhiệt trước khi bước vào phòng khám. Bước thứ hai đó chính là xịt khử khuẩn tay. Bước thứ ba đó là toàn bộ khách hàng sẽ được phát một chiếc khẩu trang để sử dụng trong suốt quá trình thăm khám. Bước thứ tư đó chính là toàn bộ đội ngũ nhân viên cũng như là đội ngũ y bác sĩ thì đều đeo khẩu trang và được kiểm tra y tế hàng ngày để đảm bảo an toàn cho khách hàng trong suốt quá trình tiếp xúc. Bước thứ 5 đó chính là toàn bộ trang thiết bị cũng như là dụng cụ sẽ được vệ sinh khử khuẩn theo quy trình sau mỗi lần thăm khám. Bước thứ 6 là phun khử trùng toàn bộ phòng khám 3 ngày trên một lần. Chúng tôi tin rằng với 6 bước an toàn trên thì tất cả khách hàng khi đến thăm khám cũng như là trải nghiệm dịch vụ tại WinSmile thì đều được bảo vệ một cách tốt nhất. Chúc các bạn có một sức khỏe tốt và cùng WinSmile chung tay đi qua mùa dịch.